Kể từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1035 QĐ-TTg về ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam trong giai đoạn 2016 cho tới nay, Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Nhân dân nhiều tỉnh, thành phố thường xuyên tổ chức các sự kiện nhân ngày 15 tháng 3 hàng năm để phát động và kêu gọi nâng cao nhận thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Năm nay, hưởng ứng Ngày quyền lợi người tiêu dùng, Bộ Công Thương đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức giải chạy vì quyền lợi người tiêu dùng. Tại sự kiện này, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là công tác liên quan đến nhiều lĩnh vực, ngành nghề trong xã hội. Việc tổ chức các sự kiện có quy mô lớn thu hút được sự quan tâm và tham gia của nhiều chủ thể là hoạt động cần thiết, thường xuyên, nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Giải chạy vì quyền lợi người tiêu dùng thu hút được sự tham gia của hơn 1.000 người đại diện cho các bộ ngành liên quan, các tổ chức trong và ngoài nước, doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và người tiêu dùng. Bên cạnh đó, hoạt động chạy hưởng ứng các vận động viên và người tiêu dùng còn được giao lưu tìm hiểu thông tin liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.